anh uống miếng nước đi cho tỉnh. Cảm ơn cậu. Sao lúc này anh ngủ cứ gặp ác mộng hoài vậy? Bộ anh làm gì có lỗi hả? Cậu đừng có nói bậy bạ. Tôi làm gì có lỗi chứ? Chẳng qua là thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện. Đăng Duy, cho dù tôi có hận cậu ta, nhưng dù gì tôi và cậu ta cũng là anh em, bạn thân từ nhỏ. Cái chết thương tâm của cậu ta không ngừng ám ảnh tôi. Anh cũng còn biết anh Đăng Duy là bạn thân nhất của mình hả? Cậu nói vậy là có ý gì? Không có gì, không có gì hết. Còn cậu nữa, sao cậu nói đi xa? Sao bây giờ chưa chịu đi? Tự nhiên em thấy chán, muốn dừng chân, không muốn lang bạt nữa. Cậu biết suy nghĩ như vậy là tốt. Cứ về sống ở thành phố này đi, kiếm một công việc làm ổn định, rồi lúc đó cưới vợ sinh con. Anh lo cho bản thân của mình đi. Bây giờ là anh bao nhiêu tuổi rồi? Không lẽ suốt đời cứ theo đuổi tình yêu vô vọng đó hoài hả? Tôi sắp có hy vọng trở lại rồi. Không còn Đăng Duy, tôi là chỗ dựa của Thiên Kim. Không lâu nữa đâu. Anh sẵn sàng làm người lấp khoảng trống trong lòng của chị ấy hả? Thì có sao đâu. Chỉ cần cô ấy chấp nhận tôi là được rồi. Còn việc làm của cậu cứ để cho anh lo. Thôi khỏi, em đã có việc làm. Đầu tháng sau em sẽ chính thức vào công ty Phát Đạt. Phát Đạt? Cậu vào Phát Đạt? Phải, em đi phỏng vấn và được chọn. Nhưng mà sao cậu không nói với tôi? Em định tạo bất ngờ cho anh hai thôi. Như vậy cũng tốt, anh em được làm chung với nhau. Xin mời. Dạ. Tôi hết sức là bất ngờ khi được chị mời dùng cơm tối. Trước giờ, kể cả lúc còn anh Phát Thuận, có khi nào tôi thấy chị tiếp xúc bên ngoài đâu. Tôi là kiểu phụ nữ an phận, chị muốn một lòng để lo cho chồng con và chăm sóc gia đình. Chuyện làm ăn bên ngoài tôi đâu có biết gì, đi theo giao tiếp thấy không hề thoải mái chút nào, lại còn phí thời gian nữa, cho nên lúc nào tôi cũng từ chối hết. Phát Thuận và anh Duy rất là may mắn có được một người vợ và một người mẹ giống như chị. Đăng Duy mất rồi, dù muốn hay không thì tôi cũng phải có trách nhiệm với Phát Đạt, với những gì mà chồng con tôi gây dựng. Anh Liêm nè, hình như tôi nghe nói sắp có đại hội cổ đông mở rộng để chọn chủ tịch mới, đúng không anh? Tôi thì không rành chuyện kinh doanh, nhưng đã có anh bên cạnh thì tôi cũng yên tâm phần nào. Anh giúp cho tôi nha anh Liêm. Với số cổ phần mà anh Duy để lại, nếu muốn thì đương nhiên chị sẽ ngồi vào cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Phát Đạt. Tuy nhiên... Không sao đâu, có gì anh cứ nói. Như vậy nè chị, ngoài việc nắm phần lớn số cổ phần của công ty, chủ tịch còn phải là người có năng lực, nhạy bén trong kinh doanh và có tầm nhìn tốt. Nếu chị giữ chức chủ tịch e là không hợp lý. Tôi không ham danh vọng, càng không biết gì về kinh doanh, nhưng trong thời gian này tôi muốn thay thế Đăng Duy một thời gian ngắn để nắm được tình hình của công ty, đồng thời cũng để tìm ra một người thật sự có tài, người mà tôi có thể tin cậy, rồi
tôi sẽ chuyển giao cho người đó. Anh thấy có được không? Dạ, thưa với chị, tôi sẽ bàn bạc với ban lãnh đạo công ty. Tôi mong anh giúp đỡ. Mời anh. Dạ, mời chị. Em mời anh uống nước. Cảm ơn em nha. Lâu lắm em mới gặp anh đấy nè. Tại vì lúc này anh bận nhiều việc, không còn lông bông như lúc trước nữa đâu. Còn em nữa, em cũng quên anh trai này mất tiêu rồi. Đâu có thấy em điện thoại gì cho anh đâu. Thì thời gian qua cũng có quá nhiều chuyện xảy ra với em. Nhưng mà chuyện vui hay là chuyện buồn? Có vui cũng có buồn. Nhưng mà thôi, bỏ qua mấy chuyện buồn đi. Em kể cho anh nghe chuyện này, đảm bảo là anh sẽ bất ngờ lắm luôn á. Nhưng mà chuyện gì mới được? Em đã tìm được người chị ruột của em. Đó là chị Khánh Linh. Chị em song sinh với chị Khánh Băng đó. Hồi nhỏ chị em bị mất tích. Vậy là anh chúc mừng em. Em nhất định phải làm gì đó để bảo vệ cho Mỹ Ngọc, bảo vệ những gì thuộc về Mỹ Ngọc. Em biết là sẽ khó khăn, nhưng em nhất định sẽ làm cho được. Chị thấy cái này cũng được đó. Cái hậu của trà cũng ok đó. Còn bộ bình trà này em lấy cho chị xem. Dạ, loại này tốt rồi chị. Cô biết tôi sao? Không, tôi thấy chị giống với một người tôi quen. À, vậy hả? Tôi xin lỗi vì đã nhìn nhầm nha. Không sao đâu, tôi không để ý. Dạ.
Chào em. Chị. Vào đi. Dạ. Sao tình cờ như vậy? Hay là cô ta theo dõi mình? Chị về Việt Nam khi nào? Tôi về cũng được mấy ngày rồi. Giải quyết xong mấy chuyện ở đây. Hôm nay rảnh rỗi tôi mới gọi cậu tới đây chơi. À. À, tôi báo cho cậu biết, tôi đã cai rượu được rồi đó nha. Chị nói thiệt hả? Chị cai được rượu rồi sao? Tôi á đã làm đúng theo lời khuyên của cậu. Vừa về tới bên đó, tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng một trong những vấn đề mà bác sĩ khuyên tôi á là phải cai rượu. Chị làm được như vậy thì tốt quá rồi. Tôi đã nói rồi, chắc chắn chị sẽ làm được. À, có việc đột xuất cho nên tôi phải quay về Việt Nam vài ngày. Dạ. Tôi dự định là sẽ không gặp cậu. À, cậu đừng có hiểu lầm nha. Ý của tôi là tôi muốn thay đổi bản thân tôi được thành công rồi, sau đó tôi mới gặp cậu. À. Nhưng mà về đây rồi mà không gặp cậu thì tôi cảm thấy mình có lỗi quá. Với lại tôi cũng có vài chuyện làm ăn muốn bàn với cậu. Mình vô trong bàn đi. Dạ được. Hiện nay, cháu đã có được thông tin một số công ty đang thi công công trình cho Phát Đạt. Chỉ cần tìm ra sơ hở, chúng ta có thể khiến cho mấy công trình đó bị đình chỉ. Và chắc chắn là Phát Đạt sẽ lao đao. Và lúc đó, những nhà đầu tư sẽ không tin tưởng họ nữa. Ừ, được. Cậu cần gì cứ nói, tôi sẽ lập tức hỗ trợ cậu liền. Cảm ơn chú. Cháu xin lỗi. Alo. Thật sao? Tốt. Tốt lắm. Chú, chúng ta gặp mai rồi. Đứng lại. Cô theo dõi tôi có đúng không? Chị hiểu lầm rồi. Không có chuyện đó đâu. Cô biết là có mà. Bây giờ cô không cần phải chối nữa. Cô làm cái gì ở đây tôi có thể biết hết. Cô là bạn gái của Tấn phải không? Sao chị nghĩ vậy? Ở đây nói chuyện không có tiện. Chúng ta vô nhà nói chuyện đi. Cô ngồi đi. Cũng may tôi rất muốn gặp cô. Nhưng cũng may hôm nay cô đã đến đây rồi. Sao chị lại muốn gặp tôi? Cậu Tấn đã nói chia tay rồi. Vậy sao cô còn lén lút đi theo rình rập để làm cái gì? Chị dùng cái từ rình rập, lén lút, tôi nghe cứ nhục nhục sao á. Nhưng không sai. Tôi cố tình theo dõi hai người để biết chính xác lý do mà anh ấy muốn chia tay với tôi. Bây giờ thì cô đã biết được những gì rồi? Những điều mà tôi biết đủ để giúp tôi không còn thấy luyến tiếc gì nữa. Hồi nãy chị nói muốn gặp tôi. Chị gặp tôi để làm gì? Để kêu tôi đừng có níu kéo anh ta nữa, có đúng không? Chị yên tâm đi, loại đàn ông đó tôi không cần. Chào chị. Cô ngồi xuống. Ngồi xuống đó đi.
mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Vậy thì chuyện là sao? Chị mau nói đi. Cậu Tấn vẫn rất là yêu thương cô. Trong lòng cậu ấy chưa bao giờ có người phụ nữ nào khác ngoài cô. Tôi muốn gặp cô cũng chỉ muốn nói cho cô biết điều này. Tôi không muốn hai người có tình ý với nhau lại phải chia xa nhau trong đau khổ. Nếu anh ấy còn yêu tôi, tại sao 5 lần 7 lượt đòi chia tay? Rồi mối quan hệ của anh Tấn với chị là sao? Không lẽ tôi đã hiểu lầm? Thật lòng tôi không muốn nói rõ cho cô biết mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Nếu mà tôi không nói cho cô biết ngọn nguồn thì tình cảm của cô và cậu ấy e là khó có thể hàn gắn lại được. Phải, chị nói đi, tôi cần biết tất cả sự thật. Cậu Tấn bán thân cho tôi. Tôi là vậy đó. Cô có coi khinh hay là cười nhạo tôi, tôi thấy cũng không sao. Nhưng mà cô đừng hiểu lầm. Tôi không vì thấy cậu Tấn đang gặp khó khăn mà lại gạ gẫm. Còn cậu Tấn, cậu ấy cũng không phải vì khó khăn mà đi bán thân mình. Tôi không hề cười nhạo hay là coi khinh chị gì hết. Cảm ơn cô. Nhưng mà rốt cuộc thì nãy giờ chị nói những gì tôi vẫn chưa hiểu rõ. Chị thì không gạ gẫm, anh Tấn thì không bán thân. Vậy chuyện này là sao? Cậu Tấn bị người ta gài bẫy vì không có tiền trả nợ. Cậu Tấn buộc lòng phải theo sự sắp xếp của chủ nợ làm bạn tình với tôi. Điều này tôi cũng chỉ mới vừa biết gần đây thôi. Vậy thì cũng là vì tiền mà bán thân thôi, có gì khác đâu. Cô nói không sai, cũng là vì tiền. Nhưng cậu Tấn không như những người đàn ông khác. Nếu như cô đây thật lòng yêu thương cậu Tấn thì chắc cô đã hiểu con người cậu ấy là như thế nào rồi. Cô phải là người hiểu rõ hơn tôi chứ. Nghe những gì mà chị nói nãy giờ, tôi biết chị rất quý mến anh ấy. Ừ. Và cũng rất muốn có anh ấy. Ừ. Vậy thì tại sao chị lại nói với tôi những chuyện này? Là vì cậu Tấn rất là yêu cô. Cô biết không, tôi đã từng đề nghị đưa cậu ấy đi Mỹ và tặng cho cậu ấy cả một gia tài, nhưng cậu ấy đều từ chối. Cậu ấy đã từng kể cho tôi nghe về cô. Cậu ấy đã thấy bản thân mình không còn xứng đáng với cô nữa, nên cậu ấy chủ động chia tay cô. Những gì cần nói tôi đã nói với cô hết rồi. Cô có bỏ qua cho cậu ấy hay không là tùy vào quyết định ở cô. Nhưng tôi có một câu rất chân thành dành cho cô. Sẽ rất đáng tiếc nếu cô để mất cậu ấy. Chị. Mời anh. Không ngờ bao nhiêu năm rồi mà bà chị vẫn đẹp như xưa. Cảm ơn anh đã quá khen. Không những đẹp mà tôi còn ngưỡng mộ chị rất nhiều. Chị chỉ dạy cậu Khiêm thành đạt. Dạ, cháu nó được như ngày hôm nay, công ơn của anh cũng không nhỏ. Cho nên hôm nay
tôi mạo muội mời anh một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn anh đã nâng đỡ cháu, dẫn dắt cháu bước vào con đường này. Thật ra cậu Khiêm rất có năng khiếu nên tiếp nhận công việc rất nhanh như vậy. Tôi còn nhớ ngày đầu khi đưa cháu tới gặp anh. Lúc đó thân phận của tôi chỉ là vợ anh Phát thôi, là giám đốc của một công ty đang cạnh tranh với công ty của anh. Vậy mà anh không ngần ngại vẫn nhận cháu vào làm. Tôi thật sự biết ơn anh. Nói thật á, là vì tôi biết rõ thân phận của chị nên tôi mới dùng hết nỗ lực đào tạo cậu Khiêm. Không gì bằng nuôi dưỡng sự cạnh tranh bằng lòng thù hận. Đó là triết lý kinh doanh của tôi. Và đến hôm nay hình như tôi đã đúng. Mọi thứ đã diễn ra rất hợp với ý tôi. Cũng vì vậy hôm nay tôi mới muốn gặp anh, để có thể bàn bạc hướng đi lâu dài của hai công ty. Khi tôi và thằng Khiêm có thể sở hữu được công ty thì sẽ cùng với công ty của anh tạo ra một đại công ty. Tôi tin chắc chúng ta sẽ không có đối thủ cạnh tranh. Anh có nghĩ như vậy không? Đúng, chắc chắn là như vậy. Trước mắt chị cần gì thì chị cứ liên lạc với tôi. Tôi sẽ hỗ trợ chị hết mình để đạt được mục đích sau cùng. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi có thể coi mình là như vậy được không anh? Đúng quá, quá đúng chị à. Mời chị. Anh mời tôi tới đây với mục đích gì vậy? Bao nhiêu năm qua cô toàn tâm toàn ý cống hiến cho Phát Đạt, là vì tình bạn với Đăng Duy. Hiện giờ Đăng Duy không còn nữa, cô có nghĩ tới chuyện thay đổi môi trường không? Anh muốn mời tôi về thành công sao? Không phải mời cô về thành công, mà là tôi muốn chúng ta bắt tay hợp tác. Bắt tay hợp tác là ý gì đây? Theo những gì tôi biết, cha cô tên là người sát cánh trong Thuận để gây dựng nên Phát Đạt. Phát Đạt được như ngày hôm nay, công sức của cha con cô không ít chút nào. Cô không thấy ấm ức sao? Sao tôi phải ấm ức chứ? Tôi biết cô là người coi trọng tình nghĩa. Lúc còn Đăng Duy thì không nói làm gì. Bây giờ Đăng Duy không còn nữa, bắt tay với tôi, cô sẽ có được vị trí cao hơn, xứng đáng với cô hơn. Không đời nào. Phát Đạt là của anh Đăng Duy. Không đời nào tôi bắt tay với anh hại Phát Đạt. Cô cứ từ từ suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này vào dịp khác. Đừng có mà mơ. Đăng Duy ơi là Đăng Duy, mày chết rồi mà còn nhiều kẻ chung thủy với mày ghê quá. Chết cho mày cũng đáng.
Anh Đăng Duy, anh đã ăn uống gì chưa? Anh muốn hành hạ bản thân mình tới khi nào hả? Mọi chuyện đâu phải do anh gây ra đâu. Em có biết không, anh đã từng yêu quý và ngưỡng mộ ba anh vô cùng. Mặc dù trong cách làm ăn có những điều anh đi ngược lại với ba anh, nhưng ba anh luôn là tấm gương để anh phấn đấu. Cậu không hiểu được cái cảm giác đổ vỡ trong anh nó khủng khiếp như thế nào đâu. Anh không thể nào tiếp tục sống như trước đây được nữa. Nhưng anh không thể bỏ công ty trong lúc này được. Phát Đạt đang như con thuyền giữa cơn sóng dữ. Anh là thuyền trưởng, anh phải có trách nhiệm với con tàu của mình chứ. Anh không cần gì nữa. Tranh giành đấu đá, hãm hại lẫn nhau, cuối cùng được cái gì chứ? Ba anh đó hãm hại bao nhiêu người rồi, để tới lúc trời bỏ trần gian, ông đem theo được cái gì? Còn Mỹ Ngọc, anh không thể nào bỏ Mỹ Ngọc được. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc Mỹ Ngọc. Vậy thì anh đừng ngồi đây nữa, hãy đứng lên. Đứng lên đi, tìm cách lật lại ván cờ này. Đi, đứng lên cho em đi. Anh Đăng Duy, anh sẽ sắp xếp an toàn cho Mỹ Ngọc. Thời gian này anh chỉ muốn ở đây một mình. Cậu đừng tới đây làm phiền anh nữa. Không được. Anh Đăng Duy, anh nói anh mắc nợ anh Tuấn Kiệt, mắc nợ vợ con của ông Tường. Anh phải có trách nhiệm trả nợ cho họ chứ. Sao anh ngồi lì đây được? Anh nghe lời em, đứng dậy đi anh Đăng Duy. Đây sẽ là khoảng thời gian để anh tìm ra câu trả lời cho cả cuộc đời về sau của anh và Mỹ Ngọc. Cho nên anh không muốn vội vàng trở về để sống trong chiếc bóng của ba anh, chiếc bóng đầy quẩn khúc và tối tăm. Khởi à, cậu hãy giúp anh tìm kiếm vợ con ông Tường. Anh muốn làm mọi cách để bù đắp cho họ. Còn với Tuấn Kiệt, chờ khi anh bình tâm lại, anh sẽ trả lại mọi thứ cho cậu ấy. Cậu hãy giúp anh tìm bằng được vợ con ông Tường. Còn công ty, hãy bắt đầu từ Khánh Hà. Khánh Hà, ý của anh là sao? Khi anh còn bí mật theo dõi để giúp đỡ cho Khánh Hà sau cái chết của Khánh Bằng, thì anh vô tình biết được người bạn trai của Khánh Hà là Tấn. Anh ta được đào tạo bài bản về bất động sản, có bản tánh trung thực và giàu kinh nghiệm. Hãy tìm gặp Tấn và đưa về công ty. Anh tin là anh ta phải biết làm gì cho công ty vào lúc này. Thôi được, em sẽ làm theo ý của anh. Thank you.
như vậy đã ra dáng của một nữ chủ tịch tập đoàn rồi chứ. Ông thấy sao? Tôi xứng đáng có được mọi thứ, đúng không? Hôm nay luật sư bảo tới, tất cả gia sản này sẽ thuộc về tôi và sẽ do tôi cai quản. Cái công ty mà cha con ông bán mạng xây dựng cũng sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ là nữ chủ nhân đường đường chính chính, và tôi sẽ từng bước giao mọi thứ lại cho con trai của tôi. Đứa con trai tội nghiệp mà ông đã từng bắt nó phải quỳ gối trước mặt con của ông ở trại trẻ mồ côi đó, ông nhớ không? Mang tiếng là vợ của ông, là mẹ của các con ông, vậy mà sao? Tất cả trong cái ngôi nhà này không hề có một tấm hình nào của tôi. Nhưng không sao, tạm thời tôi sẽ giữ mọi thứ như cũ. Nhưng sắp tới, những tấm hình này sẽ được thay thế hết. Tôi sẽ thay hết. Sẽ thay hết. Dạ, chào chú. Thời hạn đấu thầu sắp tới rồi, liệu có hy vọng không? Dạ, cháu cũng đang nóng lòng, nhưng còn 2 ngày nữa mới tới mà chú. Chú ráng chờ thêm chút nữa. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần cậu cung cấp thông số cụ thể cho tôi. Đã có thông tin rồi chú. Sao? Độ tin cậy thế nào? Gần như là tuyệt đối. Tốt quá. Quá tốt. Tuấn Kiệt, anh đúng là thiên tài. Dạ. Mời bác. Dạ, mời chị ngồi. Dạ. Mời bác. Dạ mời chú. Mời chị Dung trà. Dạ. Chị vừa gặp các nhân viên ở các phòng ban ở trong công ty, có điều gì chị không hài lòng không chị? Tôi hài lòng lắm. Tôi phải cảm ơn anh và tất cả mọi người trong công ty. Thời gian này công ty như rắn mất đầu, chắc anh và mọi người cũng vất vả nhiều lắm. Dạ đúng là trong thời gian này công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Để cố gắng ổn định, dạ, đưa công ty vượt qua những khó khăn lần này.
tôi muốn nắm rõ hơn về tình hình của công ty. Anh có thể cho tôi mượn một số tài liệu nội bộ nào đó được không? Thật ra tôi có thể giúp chị tìm hiểu về công ty với những tài liệu đã được phổ biến rộng rãi. Còn những tài liệu quan trọng chỉ lưu hành nội bộ ở cấp quản lý thì tôi mong chị thông cảm. Khi nào hội đồng cổ đông chính thức đón nhận chị, khi đó tôi mới có thể trao cho chị được. Công ty có nguyên tắc, tôi mong chị thông cảm. Anh đang bảo vệ công ty thì làm sao tôi có thể trách anh được chứ? Chị ráng chờ thêm một thời gian nữa nghe. Được, tôi mong anh hiểu rằng hơn ai hết tôi muốn Phát Đạt nhanh chóng ổn định để tiếp tục vươn lên. Dạ, tôi hiểu. Cô Thiên Kim. Dạ, dạ chú. Cô chuẩn bị một số tài liệu giới thiệu về công ty giúp tôi nghe. Dạ. Cô Thiên Kim trước giờ là trợ lý của chủ tịch Đăng Duy. Chị có điều gì thắc mắc có thể nhờ cô Thiên Kim giải thích cho. Dạ. Vậy để con sẽ soạn tài liệu rồi đem tới nhà cho bác nghe bác. Cảm ơn con. Thôi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi xin phép. Dạ không có gì phiền. Phát Đạt là của gia đình chị. Chị có thể tới bất cứ lúc nào. Anh cứ làm việc của anh đi. Dạ, chị về cẩn thận. Dạ. Không lâu nữa đâu, tôi sẽ tới đây mỗi ngày. Con chào bác. Bác đi cẩn thận nha bác. Em đã tìm được thông tin của gia đình ông Tường, nhưng sau tai nạn, nghe đâu ba anh đã mua lại căn nhà của họ để đẩy gia đình đó ra ngoài. Và ba anh đã bán luôn căn nhà đó cho người anh của ông Tường. Vì vậy hai mẹ con lưu lạc đi đâu không rõ. Em đang nhờ người dưới địa phương tiếp tục tìm kiếm. Nếu như họ có thông tin gì, họ sẽ báo lại. Cảm ơn cậu đã vất vả gì anh. Anh Duy, vấn đề tìm hiểu gia đình ông Tường vẫn còn thời gian, nhưng riêng về công ty thì không thể để như hiện nay được. Chú Liêm vẫn điều hành tốt mà. Em phát hiện ra những bất thường, nhưng khổ nỗi những bất thường đó có giải thích cho chú Liêm thì chú Liêm cũng không hiểu, mà có cho vàng có hiểu cũng không làm được. Nên gần đây chú có ý muốn hợp cổ đông lại để giao quyền quản lý cho mẹ của anh, vì gia đình anh vẫn nắm giữ cổ đông lớn nhất. Giao cho mẹ của anh sao? Không được, dứt khoát là không được. Tại sao vậy? Ba anh vì danh vọng và tiền tài mà đánh mất những thứ tốt đẹp nhất cho bản thân, thì mẹ anh rồi cũng sẽ không thể thoát khỏi. Tuy rằng từ trước tới nay mẹ anh không có biểu hiện gì khiến cho anh phải nghi ngại, nhưng làm sao biết được. Vậy bây giờ anh tính làm sao? Anh sẽ làm một phép thử đối với tất cả những người mà anh luôn đặt niềm tin. Tuần sau câu lạc bộ mô tô của tụi anh có cuộc giao lưu ở dưới Cần Thơ, em đi với anh nha. Cũng được. Lúc này tôi rất sợ những ngày nghỉ nằm ở nhà, buồn không chịu nổi. Vậy bất cứ lúc nào mà em buồn, cần người bầu bạn thì alo cho anh, bất kể giờ giấc.
Anh chỉ mong là một người bạn, một người bạn mà có thể giúp em dơi đi nỗi đau ở trong lòng. Anh chỉ mong vậy thôi. Em hứa rồi nha. Cái ghế này trước đây là của chủ tịch hội đồng quản trị Trương Đăng Duy, nhưng sắp tới đây sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị Đào Văn Khiêm. Bác nhớ Đăng Duy quá, không cầm lòng được. Con cũng nhớ anh Đăng Duy nhiều lắm. Đây là tài liệu chú Liêm nhờ con đưa cho bác. Bác có cần gì thêm thì cứ nói cho con biết nha. Thiên Kim, bác hiểu tâm trạng của con lúc này. Hôm nào rảnh nhớ ghé lại chơi với bác nha. Dạ. Sắp tới bác còn nhờ giả con nhiều lắm đó. Giúp được gì cho bác, con sẵn lòng lắm. Thôi, bác cứ coi tài liệu đi. Con đi làm việc, cần gì bác cứ gọi con nha. Con xin phép bác. Tôi với cậu cùng vô Phát Đạt làm hả? Nói nghe nè. Nè, nói giỡn hay nói chơi vậy? Một người có tâm hồn nghệ sĩ, thích lang bạc khắp nơi như cậu, bây giờ thì tự dưng lại muốn vào văn phòng. Thì lang bạc riết cũng chán, cũng muốn thay đổi môi trường vậy mà. Còn cậu, cậu là người có tài, làm cái nghề môi giới bấp bênh lắm. Vô công ty đi, sẽ có cơ hội tốt để cậu phát huy năng lực. Được, tôi cũng đang muốn thay đổi. Tốt quá. Biết nó ở đâu chứ? Con vô đây.
đang làm gì vậy? Chắc chắn Duy có nói với con chìa khóa tủ bảo hiểm của nó ở đâu, đúng không? Tủ bảo hiểm là cái gì hả bác? Tủ bảo hiểm cũng như ngân hàng, để cất giữ những thứ quan trọng. Con đã từng nghe Đăng Duy nhắc tới, đúng không? Dạ không bác, anh ấy không có nói với con chuyện này. Hai đứa sắp là vợ chồng, nó thương con đến như vậy, sao cái gì bác hỏi con cũng nói là không biết hết vậy? Hay là con có ý đồ gì khác? Bác ơi, con không có ý đồ gì hết á, con không biết thiệt mà bác. Thanh Vân, con với Đăng Duy vẫn chưa chính thức là vợ chồng. Tài sản của nó không thể là của con được đâu. Nhưng bác có nói rồi, bác sẽ cho con một số tiền lớn, ráng nhớ lại giùm bác. Nhớ được gì thì nói cho bác biết, con không thể dễ dàng chiếm giữ được một mình đâu. Con không hề nghĩ tới tài sản của anh ấy đâu. Bác đừng nghĩ oan cho con mà. Oan hay không, từ từ là rõ hết. Có lẽ Thanh Phân thật sự không biết mẹ. Cô ấy không phải là người tham lam như bạn nghĩ đâu. Với số tiền nho nhỏ, có thể nó không tham, nhưng với khối tài sản khổng lồ thì chưa chắc. Hay là con khéo léo dò hỏi nó thử coi. Tình cảm tụi con hiện giờ đã không còn như trước nữa mẹ. Thanh Vân cũng đã tuyên bố chấm dứt mối quan hệ yêu đương này, không nghe điện thoại nữa, thậm chí không trả lời tin nhắn của con. Thôi được, mẹ sẽ để mắt tới nó. Mẹ sẽ tiếp quản công ty Phát Đạt. Mẹ con mình cứ theo như kế hoạch mà làm. Nhưng mẹ có chắc chắn họ sẽ cho mẹ ngồi vào vị trí đó không? Mẹ đã nhiều lần nói chuyện với ông Liêm, có sự ủng hộ của ông ấy, với thêm số cổ phần được thừa kế từ Đăng Duy, họ có muốn chống thì cũng khó. Mẹ chỉ cần ngồi ở vị trí đó một thời gian ngắn là đủ để mẹ con mình có thể hồ biến cả tập đoàn Phát Đạt sẽ thuộc về con trai của mẹ. Bây giờ mình mới hiểu, cái đau nhất là sống giữa những người thân yêu nhưng lại không thể đặt lòng tin vào ai được. Thôi thì cứ coi như là mình chưa hề có số tài sản đó, lấy nó để đặt cược vào một canh bạc mà biết trước sẽ thua, nhưng dẫu sao thì cũng cứu được Mỹ Ngọc. Alo, tôi nghe. Dạ chào luật sư Bảo.
Tôi là Đăng Duy đây. Trong công ty này, mình chỉ lấy được thông tin quan trọng từ con bé Thiên Kim. Thiên Kim. Dạ con nghe. Con qua gặp bác một chút nha. Dạ. Dạ. Bác có điều gì cần hỏi rõ hả? Bác thấy trong này không có tài liệu về dự án sắp tới của Phát Đạt. Bác muốn tìm hiểu các dự án, con đem tới cho bác nha. Dạ thưa bác, tài liệu đó chỉ những người trong ban lãnh đạo mới nắm rõ. Nếu mà bác cần thì con sẽ nói lại với chú Liêm. Nếu vậy thì không cần đâu. Bác không muốn gây phiền phức cho mọi người. Dạ. Con qua ngồi uống nước với bác một chút nha. Dạ. Qua đây con. Dạ. Con mời bác. Cảm ơn con. Con cười gì vậy? Con thấy á, bác lúc này khác trước kia lắm luôn á. Bác xinh đẹp, quý phái. Đúng là một mệnh phụ phu nhân. Biết làm sao được hả con? Ăn theo thuở, ở theo thời. Huống chi bác là người không màng tới thế sự. Thế giới của bác chỉ gói gọn trong gia đình, chồng con. Cần chi phải xe xua cho nhiều. Bây giờ bác phải gánh cái danh xưng nhà chồng. Bước ra làm ăn thì phải ăn mặc làm sao cho xứng. Đúng không con? Dạ đúng đó bác. Như con nè, không mặc thời trang như vậy ai mà biết con đặc biệt đâu. Là trợ lý riêng của anh chủ tịch á. Cũng nhờ vậy mà con ngoại giao đâu là thắng đó. Con giúp được nhiều cho anh Đăng Duy lắm đó bác. Hôm nào con rảnh, bác nhờ con đưa đi mua sắm. Mấy cái chuyện áo quần này bác cũng không có rành lắm. Con thấy gu thẩm mỹ của bác tốt quá rồi còn gì. Vậy sao? Bác còn sợ con cười bác là bà già quê mùa đó. Làm gì có. Nhìn bác vậy nè là người ta biết đẳng cấp của bác liền à. Vậy hả? Dạ. Nói chuyện với con thật là vui. Bác không ngờ bác cháu mình lại hợp nhau đến như vậy. Sắp tới bác vào Phát Đạt rất cần sự hỗ trợ của con. Thời gian này con ráng sắp xếp tới nhà bác thường xuyên để chỉ cho bác những việc bác còn chưa biết ở công ty này nha con. Con á thì rất sẵn lòng giúp bác, rất muốn tới lui nhà bác. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy mặt Thanh Vân á là con khó chịu trong lòng dữ lắm. Cho nên bác hiểu, đừng có trách con nha bác. Xin lỗi con, bác thật là vô ý. Nhưng mà con yên tâm đi, Thanh Vân nó sẽ đi khỏi nhà bác sớm thôi hà. Thật vậy hả bác? Đương nhiên rồi, Thanh Vân vẫn chưa chính thức là vợ của Đăng Duy. Nó lấy tư cách gì mà ở lại nhà đó chứ. Dạ thưa bác. Bác nó có chuyện muốn nói với con hả?
Bác có chút chuyện muốn nói. Con ngồi xuống đi. Cái này bác gửi cho con. Là cái gì vậy bác? Trong đó có một số ngoại tệ và thẻ ngân hàng. Tất cả số này đủ để con mua một căn nhà nho nhỏ ở thành phố này, hoặc làm vốn buôn bán, hay là cứ cất đó phòng thân. Sử dụng thế nào là tùy ở con. Sao bác lại cho con số tiền lớn vậy? Con không dám nhận đâu. Thời gian qua con đã vì cái nhà này mà lo toan rất nhiều việc. Tuy mỗi tháng vẫn trả lương hậu hĩnh cho con, nhưng bác vẫn muốn tặng thêm cho con số tiền này để Đăng Duy ở trên trời nó yên bụng. Không lẽ bác muốn con rời khỏi nhà này hả bác? Còn Mỹ Ngọc, không có con ở bên cạnh, liệu em ấy... Mỹ Ngọc còn có bác. Bác là mẹ của nó mà. Bác nghĩ có lẽ là con quá ảo tưởng rồi đó. Con nghĩ rằng không có con thì Mỹ Ngọc nó sẽ chết à? Dạ không, con không dám nghĩ vậy. Nhưng con thật sự yêu mến Mỹ Ngọc. Con không muốn xa em ấy trong tình trạng như bây giờ. Nhưng ta muốn thu xếp mọi chuyện trong nhà. Ta không muốn Mỹ Ngọc tiếp tục dựa vào con nữa. Rồi con cũng sẽ đi lấy chồng, cũng sẽ đi khỏi đây thôi. Con kéo dài thời gian thêm làm gì nữa. Bây giờ nhà này mẹ quá con côi. Bác muốn mẹ con bác nương tựa vào nhau. Ta không muốn có người ngoài xen vào cuộc sống của mẹ con ta nữa. Hay là bác cho con xin phép được dẫn Mỹ Ngọc theo? Trời ơi, con sao vậy? Con đang nghĩ gì trong đầu vậy? Cái nhà này là của Mỹ Ngọc, đó là con gái của ta. Ủa, con chỉ là một người giúp việc thôi mà, sao tự nhiên lại muốn dẫn Mỹ Ngọc đi theo con? À, hay là vì một tài khoản bí mật nào đó ở nước ngoài của Đăng Duy? Con nói thật cho ta biết đi. Con thực sự không biết tài khoản gì hết. Chỉ là con không đành lòng rời xa Mỹ Ngọc thôi. Đành lòng hay không đành lòng thì cô cũng phải rời khỏi ngôi nhà này. Tôi cho cô một tuần để thu xếp. Bác ơi, Sư Bảo, tôi muốn gặp cô Thanh Vân. Dạ, dạ, tôi nghe đây ạ. Chúng ta rất đau buồn trước sự ra đi của chủ tịch Đăng Duy. Nhưng vị trí chủ tịch không thể bỏ trống quá lâu. Ngày hôm qua, các thành viên trong hội đồng quản trị đã được triệu tập phiên họp bất thường.
để bầu chọn một vị chủ tịch mới. Sau khi hội đồng quản trị đã chọn được người tạm thời giữ chức chủ tịch tập đoàn. Được chứ? Xin mời. Tôi sẽ giới thiệu với mọi người cô Thanh Vân, người đã được chính chủ tịch quá cố Trương Đăng Duy chỉ định là người kế vị. Em lại ghế ngồi đợi chị. Dạ. Cô Thanh Vân đây đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Bắt đầu từ hôm nay, cô Thanh Vân sẽ tạm thời giữ chức vụ quyền chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phát Đạt. Tôi xin mọi người cho một tràng pháo tay. Không đúng, không đúng. Cô ta là một người lừa đảo. Tôi là mẹ của Đăng Duy, là người thừa kế chính thức. Còn cô ta chỉ là người làm công ăn lương, chỉ là kế vị lừa đảo. Chỉ là lừa đảo, là không đúng với sự thật. Ngày hôm qua chúng tôi vừa nhận được từ phía luật sư Bảo. Có lẽ do luật sư Bảo đi công tác mới về nên việc công khai di chúc có phần chậm trễ. Mong là chị hãy bình tĩnh, chuyện đâu vẫn còn có đó. Em lại ghế ngồi đợi chị. Xin mời mọi người ngồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi có một số việc muốn trao đổi với mọi người. Đây là ở đâu vậy chị hai? Đây là phòng làm việc của anh hai. Hèn gì? Hèn gì? Ý em là sao? Em nghe được cái mùi hơi thở của anh hai luôn á. Mình của anh hai nè chị hai. Vậy là Mỹ Ngọc biết rồi. Anh hai hả? Sẽ ngồi đây ra lệnh cho mọi người nè. Hình của chị Khánh Băng nè. Hình của chị hai nữa nè. Ý, còn cái này là hình của nhà em nè. Dễ thương thiệt. Em biết rồi. Anh hai để ở đây là mỗi lần mà anh hai nhớ mọi người, anh hai sẽ nhìn vô nó. Á, à, đây nữa, đây nữa. Cái chỗ này nha. Cái chỗ này là mỗi lần mà anh hai mệt á, anh hai sẽ ngồi đây, anh hai rót nước ra uống nè. Rồi, suy nghĩ công việc luôn. Em đừng nói nữa Mỹ Ngọc. Tại sao vậy chị hai? Em cứ nói như vậy, chỉ cần làm hai chị em mình nhớ anh hai nhiều hơn thôi. Vậy thôi, em không có nhắc nữa, em không có nói nữa. Em ngồi đi chơi đi. Còn chị hai ngồi đâu? Từ bây giờ chị sẽ ngồi đây thay anh hai, giữ cho được cái công ty mà gia đình của em tạo ra. Chị hai ngồi chỗ của anh hai hả? Chị hai quay thiệt á.
như vậy mới đúng nè. Ở đây có cái cây nổ đẹp quá. Alo. Alo, chị là chị Duyên đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Chị qua phòng tôi nha, tôi cần gặp chị. Dạ dạ, tôi qua liền. Vào đi. Dạ, chủ tịch cho gọi tôi ạ. Chị sắp xếp giùm tôi một phòng bên cạnh phòng của chị. Dạ. Nhớ trang trí thật đẹp. Từ ngày mai Mỹ Ngọc sẽ qua đó chơi. Tôi sẽ bàn với phòng nhân sự để sắp xếp người trông coi Mỹ Ngọc. Nhưng trước mắt chị để ý Mỹ Ngọc giùm tôi nha. Tôi nhờ chị đó. Dạ cô cứ an tâm. Dạ, chào chị thư ký xinh đẹp. Em tên là Mỹ Ngọc, tổng giám đốc của công ty này. Từ bây giờ chị nhớ chăm sóc em cẩn thận nha. Chị sẽ chăm sóc em cẩn thận. Em cảm ơn chị. Dạ, vậy tôi đi làm việc nha. Cảm ơn chị. Chị Hai ơi, Mỹ Ngọc khát nước quá à. Vậy em uống nước đi. Uống nước này hả chị Hai? Ý gì Mỹ Ngọc uống nước giống anh Hai nè. Ngồi chỗ này cũng giống anh Hai luôn. Giống anh Hai, chéo cái chân qua đây. Uống nước. Đẩy xuống, cầm cái này lên, lật qua một trang nữa. Không hiểu gì hết. Hay là ngày tháng năm sinh của mình. Theo di chúc của cậu Đăng Duy, 50% cổ phần của công ty cùng với 50% bất động sản do ông Trương Đăng Duy đứng tên sẽ thuộc về cô Nguyễn Thanh Vân. 50% còn lại sẽ thuộc về cô Trương Mỹ Ngọc, nhưng sẽ do cô Thanh Vân quản lý với tư cách là người giám hộ. Đều có bộ luật kèm theo, có xác nhận của ông Trương Đăng Duy với những điều khoản ràng buộc rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian 10 năm, nếu có bằng chứng cô Mỹ Ngọc bị ngược đãi hoặc xảy ra chuyện gì dẫn đến tử vong thì toàn bộ tài sản của cô Nguyễn Thanh Vân lẫn cô Trương Mỹ Ngọc đều được giao cho cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi do ông Trương Đăng Duy chỉ định trong di chúc. Còn nếu như trong 10 năm đó cô Thanh Vân qua đời thì toàn bộ tài sản của cô và cô Trương Mỹ Ngọc cũng được giao cho cơ sở từ thiện đó. Họ có bổn phận chăm sóc cho cô Trương Mỹ Ngọc. Chị và cô Thanh Vân, hai người có ý kiến gì không? Tôi có cảm giác di chúc này không bình thường. Tôi là mẹ của Đăng Duy, quan hệ mẹ con của tụi tôi từ trước tới giờ vẫn rất tốt. Sao trong di chúc không hề nhắc tới tôi? Cũng không phải là do tôi giám hộ. Là sao chứ? Trước đây cậu Đăng Duy có nói với tôi là không muốn cô Mỹ Ngọc trở thành gánh nặng của chị, vì chị đã lớn tuổi rồi, cần phải được nghỉ ngơi. Còn tài sản thừa kế từ anh Phát Thuận đã đủ cho chị sống an nhàn cho tới cuối đời. Có lẽ vì vậy cho nên... Không đúng. Tôi chưa từng nghe Đăng Duy lập di chúc. Đăng Duy còn rất trẻ, sao lại lập di chúc vào tuổi này? Bản di chúc hoàn toàn hợp lệ. Nếu chị có điều gì nghi ngờ, có thể đưa đơn đến văn phòng luật sư. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải quyết thỏa đáng cho chị. Tôi chỉ thắc mắc, sao Đăng Duy lại lập di chúc khi tuổi đời còn rất trẻ, mà sức thì còn khỏe nữa. Thêm nữa, trong di chúc thì lại không nhắc gì đến người mẹ này. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ một thân một mình. Cái khách sạn chồng tôi để lại thì dư sức sống tới cuối đời rồi. Tôi không cần gì đâu. Tôi chỉ thắc mắc vậy thôi. Tôi hiểu. Thanh Vân nè, vậy con nghĩ sao? Con cũng chưa chính thức làm vợ Đăng Duy. Nếu
nhận lấy trọng trách nặng nề như vậy thì liệu con có làm nổi không? Anh đang dự sắp xếp như thế nào? Con sẽ làm theo như vậy. Nhưng con còn trẻ, rồi cũng phải lấy chồng. Nếu vậy thì... Tôi sẽ không lấy chồng. Đời này tôi chỉ có một mình anh Đăng Duy là chồng thôi. Thành Dân nè, con đừng nói tùy tiện như vậy chứ. Ngày tháng còn dài, làm sao biết được. Trong di chúc không có điều khoản nào ràng buộc về vấn đề này, cho nên dù cô Thanh Dân có lấy chồng hay không cũng không quan trọng. Nếu không còn gì thì tôi xin phép. Chào chị, tôi về. Dạ. Chú ơi, anh hai con có còn về nhà với con nữa không vợ? Miễn Ngọc ngoan nè, nín đi chị thương nha. Thôi, tôi xin phép, tôi về. Chào chị. Miễn Ngọc ngoan mà Miễn Ngọc đâu có hư đâu, mà tự nhiên anh hai bỏ Miễn Ngọc luôn vậy. Chị thương, chị thương mà. Miễn Ngọc ngoan đi, nín đi nè. Nín đi chị thương nha. Anh hai đi lâu quá chưa có về nhà nữa. Sao lại như vậy? Ta nói cái thuốc này mà sức vô á thì không để lại sẹo. Con mà còn sợ sẹo nữa hay sao? Chú cứ để đó đi, không cần phải dọn dẹp đâu. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tôi vẫn không thể nào quên được cái ngăn nắp của ông bà chủ về hai anh em cậu. Tôi cảm thấy xót xa lắm. Cậu muốn sám hối cho những việc làm không tốt mà ông chủ gây ra, điều đó là đúng. Nhưng sám hối cách này thì không đúng chút nào. Vậy thì chú nói không phải sám hối mà cách nào đi? Vô chùa quy y hay là ở nhà tụng kinh sám hối hay sao? Cách đó thì lại càng không thiết thực. Theo tôi thì cậu phải làm ăn thật tốt, kiếm được thật nhiều tiền. Tiền đồng tiền làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Con không muốn nhắc tới nó nữa. Có chuyện gì mà làm cho anh phải bực tức quá vậy? Cậu không còn cách nào để tìm ra họ hay sao? Nghe đâu sau khi bị ba anh mua lại căn nhà thì bà Tường bị người anh chồng, là người được ba anh cho hay bán rẻ căn nhà đó, ép mẹ con bà ra khỏi nhà. Bà đã tìm tới các luật sư để kiện ba của anh, nhưng mà đều bị ba anh chặn hết. Nên bà phải gửi con vô viện trẻ mồ côi rồi biệt tích.
Nhưng mà đây là những thông tin chấp nối, chưa có gì chắc chắn. Còn cô biết trại trẻ mồ côi đó ở đâu không? Không ai xác định được trại trẻ mồ côi đó nằm ở đâu. Vì đã quá lâu rồi. Em đã đến thử vài nơi, nhưng mà không biết tên của đứa trẻ, em cũng bó tay. Em sẽ cố gắng tìm kiếm thêm thông tin, nhưng đó là chuyện lâu dài. Chuyện trước mắt á là anh phải cứu công ty trước. Phát Đạt đang gặp rất nhiều khó khăn anh à. Nếu anh cứ buông xuôi như vậy, bỏ mặc mọi thứ như bây giờ, em e là chị Thanh Trân với chú Liêm và những người có tâm huyết với Phát Đạt sẽ không đủ sức chống đỡ nổi đâu. Anh cần phải vực dậy công ty. Khi mà công ty đứng vững rồi á, lúc đó anh có thể giao cho họ, cho những người mà anh muốn. Anh có thể bù đắp cho Tuấn Kiệt hay là con trai của ông Tường chẳng hạn. Kẻ thù hại mẹ anh, hại Mỹ Ngọc, hại chị Khánh Băng, và kẻ vừa gây ra cái chết của anh Phục nữa, kẻ đó là ai? Anh không muốn biết hay sao? Anh bỏ mặc những người thân đã chết trong tức tưởi, giỡn mình ở đây hoài hả anh Đăng Duy? Nhân tiện á, em cũng đã làm theo ý của anh, thông tin về anh Phục cho công an biết để họ làm báo tử, nên tạm thời họ sẽ không thử ADN và cũng không báo gì cho gia đình biết. Không cần đâu. Em đã lôi kéo một vài người bạn và Tấn vào công ty. Trước mắt tụi em sẽ cố gắng hỗ trợ chị Thanh Vân. Nhưng mà anh cũng biết rồi đó, đối thủ của Phát Đạt toàn những hàng sừng sỏ, còn chị Thanh Vân lại quá non nớt, chưa từng có chút kinh nghiệm nào. Nếu nhanh không sớm trở lại, khi hối hận sẽ trở tay không kịp đâu. Tôi tưởng Tấn sẽ giúp được nhiều cho Thanh Vân chứ. Đúng là Tấn rất giỏi, đã đề xuất được nhiều phương án, nhưng quyết định vẫn là chị Thanh Vân. Em thấy chị chưa dám mạnh dạn, và cũng có thể chị chưa thực sự tin tưởng anh Tấn, cho nên mọi việc có vẻ như không ổn cho lắm. Con thấy chưa, con còn sai rứt khi ra tay với nó nữa thôi. Mẹ chăm sóc dạy dỗ cho nó mười mấy năm trời, mở miệng ra là mẹ mẹ con mà như vậy đó. Nó chết là đáng đời lắm mà. Không sao, sẽ không có gì thay đổi. Con cưới Thành Dân, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Con cưới Thanh Vân? Ừ. Không phải hai đứa con từng yêu thương nhau, từng hứa hẹn chuyện tương lai rồi sao? Thanh Vân nó sẽ tuyệt đối nghe lời con. Tới đó con sẽ nắm trọn Phát Đạt trong tay. Nhưng mà tình yêu của tụi con bây giờ không còn như trước nữa. Cô ấy đã thay đổi nhiều rồi, không giống như ngày xưa nữa đâu mẹ. Đó không phải là chuyện lớn, chỉ tại trước đây nó gần gũi với Đăng Duy, được Đăng Duy quan tâm chăm sóc, tình cảm của nó nghiêng về phía Đăng Duy là chuyện bình thường. Bây giờ Đăng Duy không còn, nó đang cô đơn hụt hẫng. Con thừa lúc này khơi lại tình cảm trước kia, nhắc lại những lời hứa hẹn, rồi đâu sẽ vào đó thôi. Tin mẹ đi. Mẹ, mẹ đang coi con là gì vậy? Lúc thì kêu con lấy Tử Quyên, lúc thì kêu con xa rời Thanh Vân, rồi bây giờ kêu con cưới Thanh Vân là sao? Thật sự là con không hiểu. Mẹ là mẹ của con, mẹ làm tất cả là vì con không biết điều đó nữa hay sao?
Con không cần điều đó. Thật sự là con không cần. Từ ngày ba con mất đi, mẹ sống là vì con thôi đó. Bây giờ con nói là con không cần những thứ mẹ cho hay sao? Mẹ, mẹ hãy sống vì mẹ đi. Mẹ đừng có khổ vì con nữa. Mẹ hãy sống vì mẹ đi mẹ à. Con nói cái gì? Con kêu mẹ sống vì mẹ hả? Con biết vậy lúc đó mẹ chết theo ba con cho rồi. Chỉ khi chết đi thì mẹ mới không còn đau khổ. Tại sao lúc đó tôi không chết đi? Trời ơi, tôi chết đi để khỏi phải chịu đựng đau khổ như vậy đây. Mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng con đừng quên, suốt bao nhiêu năm qua mẹ chưa từng quên con, cũng chưa từng quên bổn phận làm mẹ. Vậy mà giờ đây con đáp lại với mẹ như vậy hay sao? Hả Khiêm? Anh Tường ơi, anh Tường ơi, tại sao em khổ tới mức này? Sao anh không dẫn em theo cha con anh với? Mẹ đừng có nói như vậy mà. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Hèn gì mẹ em thường nói, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em mừng cho chị, mừng cho gia đình mình. Ông trời đã lấy đi chị Khánh Băng rồi trả lại cho gia đình hà chị Hoài Thương. Thanh Dân cũng phải tin là rồi đây ông trời thế nào cũng sẽ ban tặng cho Thanh Dân một điều gì đó để bù đắp. Bây giờ trách nhiệm của Thanh Dân rất nặng nề, cho nên em phải thật mạnh mẽ, phải luôn nghĩ tới những điều lạc quan, có vậy mới đủ sức bước tiếp. Dạ, em sẽ nghe lời của chị. Nè, có cần gì giúp đỡ Thanh Dân đừng ngại nói cho chị em tụi chị biết nha. Em rất cảm ơn chị và Khánh Hà. Em rất sợ nếu mà hai người biết chuyện của em và anh Đăng Duy, hai người sẽ giận em thôi. Ừ, tại sao tụi chị lại giận em? Khánh Băng không còn, đương nhiên Đăng Duy phải tiếp tục chăm lo gia đình rồi, sống tiếp cuộc đời của anh ấy nữa. Chị thấy người anh ấy chọn là em thì tốt quá rồi. Đáng tiếc là tụi mình mãi mãi là bạn bè thân thiết. Thanh Dân không có được nghĩ lung tung nha. Vô. Vô. Việc con cần làm bây giờ là khẩn trương tấn công nó, thuyết phục nó. Một khi nó trở thành vợ của con thì coi như mọi chuyện đã giải quyết hết. Mẹ, Đăng Duy mới vừa mất, con nghe là trong lúc này Thanh Vân không chịu lấy con đâu. Nó không chịu lấy con thì con phải làm cách nào đó để cho nó chấp nhận. Con đừng quên, mẹ nó còn mang ơn cứu mạng của con. Mẹ con của Thanh Vân là kiểu người sống nặng về tình cảm. Con cứ nhắc điều này để ép nó. Con người ai cũng có lòng tham. Một khi Thanh Vân nó đã quen mùi giàu sang quyền lực rồi, cho tới lúc đó con cũng không còn ý nghĩa gì với nó nữa. Cho nên con phải nhân cơ hội nó đang đau buồn này mà liên tiếp tấn công nó. À, còn con nhỏ chị em song sinh với Khánh Băng, lâu nay còn liên lạc với con không? Dạ, thỉnh thoảng cũng nói chuyện qua điện thoại. Nó liên lạc với con để làm gì? Con với nó có quan hệ gì mà liên lạc? Ờ,
thì có lẽ ở đây có ít bạn bè. Cấm! Mẹ dứt khoát cấm! Con lập tức cắt đứt mọi liên lạc với con nhỏ đó giùm mẹ. Tránh xa nó ra, càng xa càng tốt. Con có muốn tới gần cô ấy đâu. Lần này chúng ta đã để vụ gói thầu vào tay Thành Công, mà cái giá của Thành Công đưa ra chỉ nhỉnh hơn Phát Đạt chúng ta một chút thôi, vậy mới đau chứ. Thời gian trước lúc còn chủ tịch Đăng Duy, Phát Đạt chúng ta từng bị bại lộ thông tin, cho nên lần đấu thầu này cũng rất có khả năng giá thầu của chúng ta đã bị bại lộ. Ai trong số những người ngồi đây đáng để cho mình tin tưởng? Ai trong số những người ngồi đây là kẻ thù ẩn nấp? Anh vô ngồi đi. Được. Anh Tuấn Kiệt có nghĩ là thông tin nội bộ của mình rò rỉ là do hệ thống quản lý mạng của chúng ta bị đối thủ xâm nhập ăn cắp dữ liệu không? Bộ cô tưởng muốn xâm nhập vào mạng lưới bảo mật của công ty là đơn giản lắm sao? Sao cô nhìn tôi ghê vậy? Anh cũng biết tôi bước chân vào đây mọi thứ đều lạ lẫm. Tôi thực sự hoang mang, thấy bản thân không đủ tự tin. Nhưng tôi nhất định phải giữ gìn Phát Đạt, nhất định không để nó sụp đổ. Tại vì Phát Đạt là tâm huyết của anh Đăng Duy. Hơn lúc nào hết, lúc này tôi rất cần có người giúp đỡ. Anh là bạn thân nhất của anh Đăng Duy. Tôi có thể tin tưởng anh được không? Sao cô lại hỏi tôi? Chẳng lẽ bây giờ tôi dỗ ngực xưng mình là người mà cô nên đặt lòng tin vào hay sao? Phát Đạt có công sức của ba má anh và của ba chị Thiên Kim. Tôi tin là hai người cũng giống như tôi, không muốn nhìn thấy nó bị sụp đổ. Phải. Phát Đạt có mồ hôi, máu và nước mắt của ba má tôi. Tôi nhất định làm những điều mà tôi cần phải làm. Khởi, anh có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cậu. Trước tiên anh xin được cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà anh đã thức tỉnh. Khởi nè, anh muốn mua thêm một ít đồ. Em ngoan, uống sữa đi. Chị thương, ráng uống đi rồi còn ngủ. Em không uống đâu, em chỉ muốn gặp anh hai thôi à. Em đừng có như vậy mà, em uống đi. Thôi không muốn đâu. Chị hai, ngày nào Mỹ Ngọc cũng ráng ngủ để được gặp anh hai hết đó, mà sao Mỹ Ngọc vẫn chưa gặp được vậy? Tại Mỹ Ngọc không ngoan, không chịu ăn cơm, không chịu uống sữa thiệt là nhiều. Mỹ Ngọc cứ buồn, cứ khóc hoài như vậy, nên anh hai giận em. Anh hai không chịu gặp em là phải rồi. Thiệt không chị hai? Chị hai nói thiệt đó. Từ từ thôi em, từ từ thôi, rồi cũng hết mà. Giỏi lắm, giỏi lắm. Mỹ Ngọc nằm xuống đi. Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc uống hết ly sữa rồi đó. Bây giờ Mỹ Ngọc ngủ nha, rồi Mỹ Ngọc nằm mơ gặp anh hai liền nha.
ngủ nè. Rồi rồi. Nhưng mà chị hai ơi, nằm như vậy chưa chắc là ngủ được liền đâu. Chị hai kể chuyện cho Mỹ Ngọc nghe cho mau ngủ được không? Ừ, được. Để chị hai kể chuyện cho em ngủ nha. Dạ. Chị hai nhớ nha, kể tới chừng nào mà Mỹ Ngọc ngủ thì thôi, chứ đừng có ngừng giữa chừng nha. Chị hai biết rồi, em nhắm mắt lại đi nè. Dạ. Ngày xưa, có một cô công chúa nhỏ li đơ, đang sống hạnh phúc cùng với cha mẹ và 11 người anh trai, thì hoàng hậu qua đời. Vua cha lấy một người phụ nữ khác, vốn là một mụ phù thủy rất ghét trẻ con. Vì căm ghét lũ trẻ, cho nên mụ phù thủy đã dùng yêu thuật biến 11 hoàng tử thành con chim thiên nga, rồi vỗ cánh bay đi. Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc ơi, anh hai nè Mỹ Ngọc. Anh hai đây, là anh hai đây, em đừng có sợ. Em mà la lên là anh hai biến mất đó. Vậy bây giờ anh hai từ từ bỏ tay ra nha. Em đừng có lớn tiếng. Đúng là anh hai rồi nè. Anh hai có đau không? Anh hai không sao hết. Bây giờ anh hai không sao. Anh hai rất là khỏe mạnh. Mỹ Ngọc nhớ anh hai quá à. Anh hai cũng nhớ Mỹ Ngọc nhiều lắm. Cái chân anh hai nữa. Cái chân anh hai bị sao giờ anh hai? Anh hai nhảy giống như Mỹ Ngọc, cho nên anh hai bị té thôi à. Anh hai phải đi gậy vài bữa, nó hết thôi, không sao hết đó. Mặt anh hai kìa, anh hai bị như vậy nữa. Tội nghiệp anh hai quá à.
Anh hai đau lắm hả? Anh hai nhớ Mi Ngọc nhiều lắm. Em cũng nhớ anh hai lắm á. Nhưng mà anh hai đi đâu mất tiêu lâu quá vậy? Mọi người ai cũng nói là anh hai chết bỏ Mỹ Ngọc rồi. Nhưng mà Mỹ Ngọc đâu có tin đâu. Mỹ Ngọc biết á là Mỹ Ngọc uống sữa nè, ngủ đúng giờ, ngoan ngoãn là anh hai sẽ về với Mỹ Ngọc mà, đúng không? Anh hai không có chết. Vậy là chị hai không có gạt Mỹ Ngọc đâu. Chị hai nói á là anh hai đi xa thôi à. Nếu mà Mỹ Ngọc ngoan, ăn uống đàng hoàng rồi em ngủ á, là lúc em nằm mơ em sẽ gặp được anh hai đó. Nè, bây giờ gặp được anh hai rồi, Mỹ Ngọc mừng quá trời luôn á. Đúng vậy. Mỹ Ngọc phải thiệt là ngoan, thiệt là khỏe. Nhất định anh hai sẽ về với em. Mà anh hai, sao anh hai không ở nhà với em với chị hai luôn? Chị hai nhớ anh hai lắm á. Ngày nào á em cũng thấy chị hai lén khóc một mình hết á. Tạm thời bây giờ anh hai chưa thể về được, vì anh hai còn nhiều việc phải làm lắm. Nhưng mà nếu như em ngoan, biết nghe lời người lớn, chắc chắn là anh hai sẽ về. Mỹ Ngọc nhất định sẽ thiệt ngoan mà, sẽ luôn nghe lời chị hai, nghe lời người lớn. Mỹ Ngọc ngoan lắm. Anh hai ngoan nè, ngoan Mỹ Ngọc thương. Không mà khóc nữa nha. Anh hai không khóc nữa đâu. Bây giờ Mỹ Ngọc nằm xuống ngủ nha. Thôi, Mỹ Ngọc không có ngủ đâu. Mỹ Ngọc ngồi đây nắm tay anh hai vậy nè. Chứ bây giờ Mỹ Ngọc nhắm mắt lại, anh hai biến mất rồi sao? Mỹ Ngọc phải ngoan, nghe lệnh hai thì anh hai mới thương. Thôi bây giờ anh hai ru cho Mỹ Ngọc ngủ nha. Anh hai ngồi đây ru Mỹ Ngọc ngủ nha. Nhưng mà anh hai phải hứa nha, là ngồi ở đây á nha. Anh hai hứa mà. Vậy Mỹ Ngọc ngủ nè. Mỹ Ngọc ngủ ngoan là ngày nào anh hai cũng về với Mỹ Ngọc hết trơn á. Mỹ Ngọc ngủ ngoan nha. Dạ. Bà ơi, tại sao ba lại có thể làm những điều tồi tệ như vậy chứ? Khiến nhà mình bây giờ phải chứng kiến những nỗi bất hạnh như vậy. Khi biết tất cả những sự thật mà ba đã gây ra, con thấy bầu trời như là đang sụp đổ. Con đã không muốn trở lại ngôi nhà này, không muốn nhận những gì mà ba bất chấp để có được. Nhưng vì còn Mỹ Ngọc, em con nó đâu có tội tình gì đâu ba. Mà đến bây giờ nó vẫn như chưa từng được sống. Mà lẽ ra em con phải xứng đáng được sống. Con phải bảo vệ Mỹ Ngọc, dù còn chút hơi tàn, con vẫn phải bảo vệ Mỹ Ngọc. Anh hai ơi. Hả? Ủa anh hai đâu rồi? Anh hai ơi, anh hai ơi, anh hai. Hả? Anh hai đâu rồi? Có chuyện gì vậy em? Hả? Sao tự nhiên em gọi anh hai hoài vậy? Chị hai, nhờ em mua hết sữa mà anh hai về thăm em rồi đó. Em nói sao? Anh hai về thăm em hả? Đúng rồi. Em nằm mơ rồi phải không? Không phải, Mỹ Ngọc không có nằm mơ đâu. Anh hai về thăm Mỹ Ngọc thiệt á, ngồi ở đây nè. Thôi được rồi, anh hai về thăm là em yên tâm rồi đúng không? Bây giờ thì ngủ đi nha. Chị hai, anh hai tội nghiệp lắm á. Anh hai... Chị biết rồi. Thôi, em nằm xuống ngủ đi.
Anh hai em tội nghiệp lắm. Chị hai cũng tội nghiệp anh hai nữa. Thôi em nằm xuống ngủ đi nha. Mỹ Ngọc ngủ, Mỹ Ngọc gặp anh hai nữa. Sắp được gặp anh hai rồi. Rồi em ngủ đi. Phải không? Em vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là Dịch Nhiễn mất anh như vậy. Em không thể chấp nhận được sự thật ngôi nhà này chưa từng được sáng đèn kể từ khi anh rời bỏ mọi thứ để ra đi. Có phải anh đã chết oan uổng nên không thể rời xa được, có phải không? Em sẽ tìm anh nơi anh gặp tai nạn. Em sẽ thắp cho anh một nén nhang tạ tội. Hãy chờ em nơi đó nha anh. Là cô đó hả? Không lẽ là Khánh Băng em gái tôi? Nhảm nhí. Nè, sao anh không nhận điện thoại của tôi vậy hả? Tôi bận lắm. Bận? Bận tới mức không nghe được điện thoại của bạn bè hay sao? Anh đừng quên, tụi mình đã bắt tay nhau trở thành bạn bè thân của nhau rồi nha. Xin lỗi cô, vì lúc đó cô chủ động làm bạn với tôi, chứ tôi không muốn. Bây giờ anh không muốn làm bạn với tôi sao? Ở thành phố này tôi không có bạn. Anh không thể trở thành bạn bè của tôi sao? Từ nhỏ tới giờ tôi chưa có một người bạn nào là bạn đúng nghĩa hết. Vậy là cô hiểu con người tôi như thế nào rồi chứ? Tại vì anh yêu cầu cao, không ai xứng đáng làm bạn của anh. Hay là vì anh khó tính, không ai làm vừa lòng anh? Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Vậy thì tại sao? Tại sao anh không có bạn? Bởi vì tôi chính là người xấu. Mẹ tôi nói, người nào còn biết mình xấu thì có lẽ người đó không phải là người xấu. Chỉ những người không biết mình làm điều xấu thì mới là người xấu. Anh tự nhận mình là người xấu, tức là anh không xấu. Và anh không xấu tới mức tôi phải tránh xa anh. Cô làm sao vậy? Tại sao cô cứ muốn làm bạn với tôi? Vì anh cô độc. Và vì tôi cô đơn nên tôi ngộ ra một điều. Ít ra trên đời này anh cũng cần có một người bạn, đúng không? Hãy làm bạn với tôi đi. Một đôi, hai đôi, ba đôi. Một, hai, ba. Ủa chị hai ơi, sao có ba cái chén với ba đôi đũa vậy? Thiếu cái chén với đôi đũa của anh hai rồi. Ờ phải rồi, để chị xuống lấy. Lấy liền đi chị hai, nhanh lên. Em để chén này cho anh hai đi. Dạ, cái chén này của anh hai để đây nè. Đũa của anh hai để đây luôn.
còn cái đôi này là của bác nè. Cái này là của chị hai. Mỹ Ngọc nhỏ nhất phải lấy cuối cùng. Em lấy cái này đi. Chị hai nhận cho Mỹ Ngọc trước hả? Ừ. Cảm ơn chị hai nha. Gấp cái trứng để vô chén cho anh hai nè. Một chút nữa anh hai về ăn. Mẹ ăn đi mẹ. Mỹ Ngọc nói cái bí mật này cho chị hai biết nha. Ừ. Anh hai về thăm Mỹ Ngọc rồi đó. Mỹ Ngọc mừng quá trời luôn. Anh hai không có chết. Anh hai không có chết đâu chị hai. Anh hai không có chết. Anh hai em sẽ luôn ở bên cạnh hai chị em mình. Đúng rồi. Anh hai của em là một người tuyệt vời nhất. Thương Mỹ Ngọc nhất trên đời. Thương chị hai, thương mẹ chị hai, thương cả nhà mình luôn. Tăng 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 tăng. À, quên nữa. Còn cái bí mật này nói cho chị hai biết. Lại đây, lại đây. Hôm bữa anh hai dặn Mỹ Ngọc là phải ăn uống cho đàng hoàng, phải nghe lời chị hai nữa, thì mai mốt anh hai về thăm Mỹ Ngọc nữa. Anh hai còn dặn vậy hả? Dạ. Khi nào vậy? Thì cái bữa mà chị hai kể chuyện cho con ngủ đó. Con luôn nghe lời của anh hai. Mỹ Ngọc lúc nào cũng nhớ là anh hai dặn hết trơn á. Ăn cơm xong nha, con sẽ đi vẽ tranh. Sau đó con sẽ đi ngủ. Ngủ thiệt là ngon luôn. Nè, ra đây. Anh hai cái trứng này ngon không? Trời, sao vậy mẹ? Thích ăn lắm á. Chuyện Mỹ Ngọc kể là sao vậy con? Mỹ Ngọc nằm mơ đó mẹ. Mỹ Ngọc không phân biệt được giữa nằm mơ và đời thực. Nhưng còn thế cũng may là Mỹ Ngọc còn nằm mơ gặp được anh Đăng Duy, còn được ảnh dặn dò những điều đó. Chứ nếu không, con cũng không biết phải dỗ dành Mỹ Ngọc làm sao nữa. Anh hai ăn ngoan nha. Mỹ Ngọc cũng ăn mẹ. Ngoan luôn. Còn thấy Mỹ Ngọc rất là mến mẹ, cũng rất là nghe lời mẹ nữa. Mẹ cho con gửi Mỹ Ngọc ở đây 1-2 ngày được không mẹ? Có làm phiền mẹ không? Không sao đâu con. Có gì mà phiền phức đâu. Có con bé ở đây mẹ càng vui chứ sao. Nhưng mà con đi đâu vậy? Sao lại gửi Mỹ Ngọc ở đây? Dạ, con có vài việc cần phải thu xếp ở đây trước khi về Sài Gòn. Mẹ giúp con coi chừng Mỹ Ngọc. Cho em ấy uống thuốc đúng giờ là được nha mẹ. Con yên tâm nha. Chuyện của Mỹ Ngọc con đừng lo gì. Mẹ với dì Tư sẽ chăm sóc nó thiệt chu đáo. Con cảm ơn mẹ. Trà của ông nè. Theo tôi biết thì cậu Đăng Duy đã vượt qua cơn sốc. Nhưng mà tôi cũng lo cho cậu Đăng Duy quá ông à. Lo thì phải lo rồi. Nhưng mình phải tin vào sự tính toán của cậu ấy chứ. Cầu mong cho mọi chuyện được tốt đẹp. Tôi tin kẻ ác sẽ được đưa ra ánh sáng thôi. Trên đời này có cái gì mà giấu hoài được đâu. Cái chuyện tôi nhận tội đi tù thay cho ông chủ đã bao nhiêu năm trôi qua, mà bây giờ cậu Đăng Duy nhất định tìm gặp nạn nhân để tạ tội với gia đình người ta. Ông nói không có sai. Cũng giống như chuyện của tôi nè. Giống như có xương mọc ở trong người, bao nhiêu năm cứ thấy nặng nề khó chịu. Chừng nói ra được rồi tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn ông à. Mọi việc trong nhà tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Hễ cậu Đăng Duy nhắn là tôi phải đi liền. Bà ở nhà có buồn tới nhà con gái chơi nha. Tôi chắc không đi lâu đâu. Hồi đó tôi từng dặn với lòng là không dính líu gì tới nhà ông Phát Thuận nữa. Nhưng có lẽ nhân duyên của mình với ổng chưa có dứt, nên xui khiến xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bà, lần này tôi giúp cậu Đăng Duy, bà không phiền lòng chứ? Không, là chuyện nên làm mà. Thank you.
Còn anh ở bên cạnh, em mới cảm nhận được em yêu anh biết chừng nào. Thật là đáng đời em. Chịu đựng đau buồn như vậy là đáng lắm phải không? Ngập tràn tiếng thơ, chúng ta giờ chỉ còn lại là đáng đợi em lắm. Đường về vắng anh, lang thang tháng ngày, em mới biết lòng mình đớn đau. Yêu sao những buổi chiều cơn mưa đến thật nhiều, bên sông có người đứng trông chờ. Thương đôi mắt long lanh, môi xinh chút ngại ngần, cho nhau những ngày tháng phiêu. Em đến để tạ tội với anh đây. Những ngày vừa qua em nhớ lại từng chuyện dù là nhỏ nhặt nhất đã từng xảy ra với em và anh. Em vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng. Anh yêu em tới như vậy, nghĩ cho em nhiều như vậy, mà em thì em thật khờ phải không anh? Tại sao em có thể tin tưởng anh ta một cách ngây ngô đến như vậy? Anh đã buồn biết mấy khi biết em là kẻ phản bội. Trên đường lên đây chắc là anh đau lòng lắm. Tai nạn này là do em gián tiếp gây ra. Anh ơi, em không biết phải làm sao để chuộc lỗi hết. Em biết là mình không đủ tư cách, nhưng mà em yêu anh. Đăng Duy ơi, anh có nghe em nói không? Em thật lòng rất yêu anh. Em nhớ anh nhiều lắm anh ơi. Em biết phải làm sao đây để gặp được anh. Anh ơi, em không muốn sống nữa.
Em muốn đi theo anh. Anh ơi, anh đang ở đâu? Anh mau tới đón em đi cùng. Em biết tìm anh ở đâu đây.